phần giọng hát Việt 2019 trên. Tối ngày 21 tháng 7, đêm chung kết The Voice, giọng hát Việt đã diễn ra với phần tranh tài của các thí sinh vượt qua vòng bán kết để có mặt trong đêm nay là Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix, Bích Tuyết. Trong đêm thi này, các thí sinh sẽ thể hiện phần trình diễn solo và phần kết hợp cùng ca sĩ khách mời. Mở màn chương trình, bốn huấn luyện viên Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh và Thanh Hà có tiết mục kết hợp trong ca khúc và con tim đã vui trở lại trước khi bước vào đêm thi chính thức các huấn luyện viên đã có dịp trải lòng mình sau một mùa thi cam go cùng các thí sinh trải qua một chương trình với ít nhiều đều có sự gắn bó với nhau huấn luyện viên tuấn ngọc chia sẻ anh cảm thấy rất vui khi có mặt trong chương trình giọng hát việt anh cho rằng càng vào sâu các thí sinh hát càng hay anh tin tưởng vào thí sinh của mình thanh hà mong thí sinh cháy hết mình với đam mê cùng âm nhạc trong đêm cuối tuấn hương cho rằng thành công không phải là thí sinh của mình đăng quang mà chính là sự thành công của chương trình anh còn cho biết đã thể hiện sự yêu quý của mình dành cho thí sinh bằng việc sửa siêu xe thật nhanh để chở thí sinh của mình đến cuộc thi. Trong phần song ca cùng ca sĩ khách mời, Hoàng Đức Thịnh đã có sự kết hợp ăn ý cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc với ca khúc Nơi Tình Yêu bắt đầu. Ca khúc này giúp Hoàng Đức Thịnh khoe những nốt hát cao chót vót và phần hòa quyện ăn ý cùng đàn chị Giang Hồng Ngọc. Nhóm Dominix, Tim Thanh Hà thể hiện ca khúc trên đỉnh Phù Vân với sự hỗ trợ của nghệ sĩ ca trù Kim Luyến. Cả bốn giọng ca có màn trình kết hợp diễn bè phối chuyên nghiệp sàn dựng hoành tráng của các học trò huấn luyện viên Thanh Hà thêm hoàn hảo và thăng hoa. Boy Ben Dominic và nữ ca sĩ Văn Mai Hương kết hợp lần đầu trên sân khấu với bản mát sắp đã hơn một lần, Firewood. Hai ca khúc đầy ý nghĩa này thể hiện tình yêu dành cho âm nhạc cũng như khát khao tỏa sáng của bốn chàng trai tài năng đội huấn luyện viên Thanh Hà, Lâm Bảo Ngọc, Tim Tuấn Hương trình diễn ca khúc Writing on the wall của Sam Smith. Học trò Tuấn Hương còn khiến khán giả choáng ngợp với màn treo người trên không trung ngoạn mục nhưng vẫn giữ được giọng hát vững vàng, hoàn hảo. Trong phần thi kết hợp, Lâm Bảo Ngọc trình diễn mát sắp độc ẩm, túy âm kết hợp với rapper Hà Lê, Layla với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đến với chương trình bằng ca khúc là anh đó với giọng hát khỏe, vang, cách xử lý mới mẻ, độc đáo. Layla còn thu hút khi thể hiện màn múa đương đại đẹp mắt và đầy cảm xúc kết hợp cùng giọng hát chiến binh của đội huấn luyện viên Thanh Hà, Trần Lê Bích Tuyết được mệnh danh là nữ hoàng trình diễn của The Voice 2019 dự thi với bài hát Hỡi thế gian tình là gì do chính cô viết cùng Dư Quốc Vương tạo hình cổ trang ấn tượng giọng hát ma mị bay bổng cùng phần giàn dựng vũ đạo công phu đẹp mắt giúp bích tuyết tỏa sáng trong đêm chung kết xếp hạng trần lê bích tuyết kết hợp cungg ca sĩ eric Hen được làm mới để cả hai cùng khoe giọng hát và những động tác vũ đạo đẹp mắt lôi cuốn bích tuyết chứng tỏ bản thân chính là hình mẫu nữ ca sĩ đang được khán giả tìm kiếm với giọng hát tốt bản lĩnh sân khấu vững vàng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ sau các phần thi các thí sinh đã mang đến cho khán giả một đêm thi nhiều màu sắc với sự kết hợp ăn ý giữa các thí sinh cùng các nghệ sĩ tên tuổi ngôi vị cao nhất đã gọi tên thí sinh hoàng đức thịnh của đội huấn luyện viên tuấn ngọc đây được xem là thành quả xứng đáng dành cho đức thịnh khi không ngừng nỗ lực để chinh phục khán giả và các huấn luyện viên